Này 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 nha. Muốn chơi Tuấn Anh hả? Game mà không sao mà. Thấy gần bây giờ. Bác sĩ mà cứ tưởng như cô dâu đưa vô chụp hình cưới vậy đó. Đó, chụp hình dâu ra nước dâu rồi mấy má. Nước dâu mẹ ghẻ cô dâu. Từ cái lúc mà nó mới hát thì
thì em lại vô theo cái hướng ngược lại. Dấu nó không được đâu anh. Hả? Mình thấy sao nó tối lắm. Thì nó sẽ mà mở cái này đâu. Selfie hả? Chờ xíu. Quạt đi.
Mấy khúc phiêu phiêu rồi nhìn vô cho nó action. Dép vàng, vàng rồng. Đây, 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 đang đứng rồi. Lên ngay. Dạ, cái này nè. Mở đèn ở sau lên hết, rồi hai người xem đây đi. Trời ơi, chơi nè. Vô đây chơi vui lắm. Trong này vui hơn. Rồi, là lúc này cũng là quay sau á, mình cho hai ba người mở mặt lên nha. Lúc mà điểm khúc á, lúc điểm khúc là em ở đây xong rồi em sàn qua, còn lại nếu lúc đó thì em phiêu thôi, phiêu ra được khúc rồi, cứ ra vô, ra vô. Ra đôi khi dính sáng. Đó, lúc điểm mà quay xong mình cho hai ba người vào đây mở mặt nha. Cho má. Để má. Tại vì anh đâu có điện thích ở đây đúng không? Đúng rồi, tại vì nó okay, đâu có, không, không, không phải là khó chứ. Kìa, qua chuyển qua tới đây đi, em đi tới đây đi, cái này đi không được. Đó,